ngồi vậy? Này, tới giờ. Ê. Gì vậy? Ngồi không nội? Trời ơi. Hai ông dưới nhậu dưới bà. Ê, vô sạch cái lên nha bé. Một tay mà không nhận. Bây giờ tới giờ chia rồi đó. Nói xuống xíu. Cái đâu còn cái đây trời. Là chừng nào cho thấy mời. Đừng cứ từ từ. Nè còn nói lắm nha bạn. Sống chậm lại một xíu thôi em ơi. Cái gì cũng phải từ từ. Ồ ông đi chỗ nào em sao? Ai à, ai à, tại tại bắt tao lâu. Ba ba. Ông nhắn tôi vô khu nào mà toàn khu dân cư của người ta không vậy ông cố. Quay lại đi. Hãy đi xuyên nó luôn. Là khu dân cư bên đây nữa nè. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào bạn luôn nha. Chào bạn nha. À, các bạn ơi thì cũng có một số bạn yêu cầu anh em mình làm clip giàu nghèo trên đồng nước nổi nha bạn. Thì cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã để lại bình luận giúp anh em mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì hôm nay anh em mình sẽ thể theo lại yêu cầu của tất cả các bạn là anh em mình sẽ làm một tập giàu nghèo một sao với 10 sao trên đồng ruộng ngập nước nha bạn. Thì đây anh em mình sẽ phân định giàu nghèo trên cái bảng phóng chi tiêu này nha. Nếu mà anh em phóng vô ô trắng á thì giàu, mà phóng vô ô đen thì nghèo. Ok không? Đơn giản sao? Ô đỏ là không có gì hết. Đỏ là quay lại. Đỏ này giống như là cái mục nhọt thôi, bởi vậy không tính. Ok không? Trắng là giàu, đen là nghèo nha bạn. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm ở trên đồng ruộng ngập nước nha. Nên anh em mình sẽ có giải thưởng là giàu sẽ là 2 triệu, nghèo sẽ là 200k nha. Giàu thì có thể đem theo tất cả mọi thứ trong chòi này, tất cả mọi thứ đem theo gì cũng được. Còn nghèo chỉ trọn vẹn 200k. Giàu nữa chị. Ở quầy vậy là nghèo sẽ được 200k là đèn pin và cây dao nha bạn. Quẹt luôn. Dao rồi. Anh em mình sẽ tiến hành dứt liền nha bạn. Đây bây giờ mình sẽ treo cái dòng phi tiêu lên trên đây nha. Đó. Rồi dưới đi. Gần tôi dao rồi đó. Dao chứ hả? Nghèo dao với đen, dao đẹp xèo tiền. Trắng mới dao, đen là nghèo ok không? Rồi bây giờ anh em mình sẽ u quế nha. Để chọn ra dao quay người trước và người sau nha bạn. Dứt, ra trước nha. U quế. U quế. Rồi ai người trước? Ông đang phóng nữa thì tao phóng hai nhà ông vô giàu sao? Ông ngồi thử thưởng luôn. Rồi rồi không bắt vàng sao? Lùng sẽ là người phi trước nha. Xong rồi tới vàng rồi tới cu te xong tới. Rồi mất đó nha. Lỡ hai tôi phóng vô giàu trước thì sao? Thì hai ông giàu. Hai thằng này hai giàu trước thì hai còn lại là hai mình đi trước gặp nhiều mướt mà. Đúng không? Là đi trước là gặp nhiều mướt quá. Giống như là hai phóng trước mà vô nhà nghèo thì hai thằng còn lại khỏi phóng vẫn là nhà giàu. Rồi ok. Còn nếu mà hai thằng đi trước phóng vô nhà nghèo, vô nhà giàu rồi thì hai thằng cuối cùng khỏi phóng vẫn vô nhà nghèo. Rồi. Tao à giàu đi, ok không? Tao cho thằng lùn vô ô đen. Ok, ông giàu ok gì? Nè cho lùn vô đeo lùi ra, đeo lùi. Thấy là cái bảng nó là toàn là màu trắng không rồi đó. Gì coi mày? Không. Vô nè. Mất vấn đề vậy. Trời ơi. Đâu? Bảy mấy ca. Bữa nào cũng được vậy đó. Bữa này luôn. Bữa này à. Trời ơi. Giao. Rồi. Trời ơi. Phóng lại cái nữa nè. Phóng lại cái nữa trong rồi. Thôi thôi thôi. Rồi, phóng hai lần không nghèo mà giàu trời. Vậy là khả năng của mình là không có được phóng luôn đó. Thiệt luôn á. Rồi, tôi thấy tôi được. Rồi, xong rồi đó. Bây giờ vậy vậy nó vô trắng ở đây rồi, tao không phóng được. Ông này vô nghèo. Trong đen. Trai hả? Ông đen rồi chắc rồi. Sao quặn vậy rồi? Ờ, hiểu luôn. Nè, phi tiêu bất tiêu. Bước chân nó phép. Giống mà xúc xì, chạy em thấy không gì chót mà nghỉ phóng luôn. Phi tiêu bất tiêu. Trắng rồi. Nãy tao giao là trắng là nghèo, đen là giàu không? Cái gì vậy? Không lại luôn á. Thôi phóng rồi. Ờ, đi đi nha. Này sạc pin thế gì? Chắc là không lấy thì mày hai bao nhiêu tiền nữa. Không kiểu này cũng. Chào em luôn luôn nè, hai cái hộp một cái chúng. Mày ông nhiều đi. Không. Trời. Cái này dứt quá tao nha. Trời ơi.
đâu không vô tin tưởng được rồi. Coi nghĩ thả mà ơi. Thả hả? Đúng rồi. Bây giờ canh chén á. Mẹ nghèo cái cho thấy canh tài bắt nảnh là. Trời ơi. Mày nghèo là mày tao nghèo hết. Mày nó quặn nó gì rồi? Mà bây giờ mình phóng cái rồi. Thôi vậy đi, mình vô lại đi. Nói gì nữa nhé, lần trước giàu nghèo thì hai này cũng giàu, hai này nghèo giờ hai này nghèo nói chạy chạy. Số gì rồi? Lần trước hình như tôi cũng chưa câu phiếu mà giờ tôi chưa phóng luôn y gì luôn trời. Đủ bộng lần trước cũng nghèo là mày nghèo nói chạy. Trời giàu luôn mày. Giàu luôn. Trời giàu vậy. Vậy ba mày giàu nha. Tôi giàu. Thế tao nữa. Ờ vào luôn. Vào luôn. Vào hết. Ok. 2 triệu 2 thằng triệu 4. Ờ ok ok. Bên triệu 4 là bên. Điều hết. Dạ sao này là không có nghèo không? Ở đây không nghèo mày. Tại vì bố này mà không vô vào không nên không có nghèo vô kìa. Ờ không bao giờ được sống luôn. Im rồi. Tôi nói mỗi lần chơi giàu nghèo ông đừng có cho tôi chơi nữa, ông để chơi giàu chẳng mấy tôi đi. Sao? Mình nói bạn nghe câu này nha, 14 chơi giàu nghèo là để cho anh em chọn giàu đi, mình nghèo mãi mình bán. Cái gì đâu mà lần trước cũng nghèo, lần này cũng nghèo. Rồi là đợt trước mình còn bao nhiêu lần qua đứng cái này đâu. Tôi qua đây đâu rồi. Rồi thôi to nữa rồi đây, hai chai của mình. Rồi sao nghe bài nữa. Không nghe bài nữa. Trời ơi dưới trời. Mày chịu lấy 200 em nha. Rồi mai cộng từ đường luốn. Xong. Không lẽ tôi nghèo. Chú phải ăn bài ông rồi. Thôi bây giờ thì cũng đã có được đội giàu và đội nghèo các bạn. Thì quay video này thì tá túc chắc cú là bên đội giàu nha. Tại đội giàu 2 triệu và sẽ được ở trên cái chòi mà 1 triệu sau sinh tồn của anh em mình. Còn nghèo bên đây thì sẽ làm tự làm bè để mà sinh tồn hôm nay nha. Ok không? Okay. Rồi bây giờ các bạn đưa về màn hình để coi anh em mình đi chợ mua đồ, anh em mình sẽ quay lại ngay nha các bạn. Thì các bạn ơi, thì hai anh em nhà nghèo mình có 200k nên hai anh em mình đi chợ về trước nha bạn. Thì đồ thì anh em mình đã mua rồi nha. Bây giờ anh em mình sẽ đi chặt những cái cây chuối mà bà con nông dân người ta đã ăn buồn rồi. Anh em mình sẽ đóng là thành cái bè nha bạn. Đây thì có cây trà bá nha, cái buồn người ta chặt rồi nha. Cô queo luôn. Cô queo queo nha. Bây giờ mình sẽ chặt cái chuối xuống để mình đi gom nhiều cây lại để mình làm được cái bè để anh em mình sẽ trên dòng nước nổi nha bạn. Đây là ông góp gió thành bão rồi hôm nay. Cái chuối hoành tráng không làm. Đúng. Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại chìm ngủm luôn. Đúng rồi. Báo gì trời chìm nhé nghe luôn á. Chặt sát ốc luôn nha đại ca. Anh em mình sẽ đi lựa những cây chuối bà con ăn buồn rồi các bạn. Chứ anh em mình không có chặt cây chuối nguyên của bà con nha. Anh em mình chặt mấy cây chuối mà có buồn không nha bạn. Có buồn cái đẹp gái luôn á. Gì vậy? Yếu đuối như vậy. Đó, cây này là bà con đã ăn buồn rồi các bạn. Có buồn đã bị chặt rồi nha. Rồi, gì vậy? Ủa cũng nữa ghé mặt đó, đủ không bu vô dễ hiểu. Chém đầu nó đây ca. Chém đầu nó đây ca. Tôi vô đây. Đuôi. Mạnh mẽ vậy trời. Đu. Rồi. Quăng vô xuống dưới luôn. Trời ơi, chắc nước nó đẹp ghê, coi con kia. Ôi trời, cái tỷ con kia luôn. Đây chặt nè, qua đây chặt được nè. Cái dạng con kia nó tèm vậy. Gì vậy? Giữ thằng lửa kìa. Coi cho đã ngứa giò luôn coi, phòng mát mới được. Trời ơi, trời ơi, kiến dẹp ghê. Kiến hồi. Giống ẩm vậy hả? Kiến hồi không sao. Chém nó đi phải. Đúng, đúng. Rồi chắc ăn là đứt chưa? Kéo rồi. Lão từ phu được không có dạng cái gì vậy? Trời ơi, tới rồi. Okay, okay. Đứng lên. Ừ. Đây, đường cây nha bạn. Anh em phải kiếm được mười mấy, 20 cây chuối thứ này nè. Kiếm thôi. Là anh em mình mới có thể nào cái bè nổi được nha bạn. Anh em đã tìm được một cây nữa nha bạn. Đây, cây này bà con đã ăn buồn rồi nha. Ấy xuống không sao cho nó dễ chặt. Đúng rồi. Rồi chặt đi đây ca. Ok. Đó. Trời trời, một phát một tính ăn ngay luôn hả? Ăn ngay luôn. Đó. Rồi chặt cứ bạn lâu ra luôn. À coi nè, cắt bánh kem à. Rồi, tới bà cắt bánh kem nữa. Dầm nước đá đá bầu uống nè. Đức liền chưa quen. Rồi. Trời ơi. Rồi. Bên đây cây đó nè. Bên đây có một cây nữa nha các bạn. Đây có cây bà con cũng đã ăn buồn rồi phải không? Ừ, ăn rồi, có lá nhỏ ngoài đó. Thấy rồi. Thấy chỗ dần nó xong luôn. Ngã dưới luôn. Ông gạch đi. Để đạp xíu à. Ông mà mập, ông gạch đi, mập. Trời ơi, giống hả? Để bà tập lấy tao ăn. Ơi, đừng lấy mấy đuôi heo kìa nha, tôi không biết lấy nha. Xuống cái nữa mát.
đó nè, tu nè, tao cũng xong luôn rồi. Rồi lên lên mới mập thì còn cá nữa mới đứt nữa, lên lên đi con cá đi chứ đi đâu bông. Rồi lên lo 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 cái đầu lên. Cái đó mà thú rồi, mấy ai luôn dưới vậy. Ta thấy ta thấy trời ơi, cái con đứng luôn. Ủa phỏng như này nó xuất hiện. Chặt cái đọt cái đi. Quá đỉnh luôn. Một cây nó đã có buồn ăn rồi nha các bạn. Thì ăn 80 cái buồn rồi. Ồ, nghẻm nữa nha bạn. Bên đây có nghẻm hẻm nữa nè. Đây, một cây này cũng hơi bị to nha. Đây, cây này đã ăn buồn chính xác 1.000 nha bạn. Đó. Đó, mày dĩ này, không để tôi nãy giờ 30 giây vậy. Ồ, cắt khỏe gu quá, còn dứt miếng giờ đây cái giật luôn. Rồi, ok. Được mấy cây rồi ta? Nãy giờ 5 cây hả? 3 cây, 2 cây, 5 hả? 5 cây rồi. Ồ, có lý trời, anh em mới đi nhẹ nhẹ cái mấy quán bụi chuối được 5 cây rồi nha bạn. 5 cây rồi, 5 cây. Để kiếm thêm nữa nha. Anh em mình phát hiện đây 1 cây nữa nha bạn. Đây, ăn buồn rồi nha bạn. Anh em mình chỉ các bạn có bụi chuối ốc cùng không? Cái đẹp gái gì vậy? Bụi chuối với em còn vậy hả? 5 trái. Thấy thẹn nha. Bụi chuối á, đụ kìa. Bụi chuối mấy thằng tỷ đô luôn á. Con bi cái thèm. Trời ơi, ông cái đậu, ông không hiểu cái mà kịch vậy. Đó, không có nào. Trời ơi, đúng rồi, cái chuối đậu, ông là tao, ông là đâu có con nào vậy. Không, đâu có con nào đâu. Đúng rồi, con về, đâu có con nào đâu. Các bạn thấy là làm gì có con nào không ạ. Ông cái lá chuối này nằm ngay kia, giờ ông chạy thèm kịch xuống, đẹp cái vậy. Ta cho mấy con vàng đi, mấy ơi. Cây bự không nha bạn. Đây, anh em mà đi tới đây thì gặp cái cây chuối này, ai bẻ cái bắp bắt tiêu nha bạn nè. Có thèm vậy? Người ta nha, người ta nha. Không phải anh em mình nha. Bỏ ngàn cây này nó tước mấy bữa nay rồi nó khô mũ nè. Này giờ thì cái buồn nó mắc thì anh em mình buộc chặt cái cây luôn nha bạn. Khi mình chui bụi mình phải đụng đụng nhẹ nhẹ coi nó có gì không. Chục cây là đủ. Mấy cây thì mình uống cây cho nó nhiều. Hai thằng ăn đô mà. Chú nổi lắm nội. Ta đến đây. Tao đâu đây. Tụi dọn dọn đi. Ủa chú bụi gì? Con cây buồn của bà con cũng đang ăn rồi nha bạn nè. Đó, bây giờ mình sẽ đẻo cái này luôn nha. Được cây đó nha, trong đây còn 3 cây nữa. Ba cây nha. Đó bật giả luôn nè. Một cây nè, hai cây cái này nè. Ba cây. Bây giờ chặt cho ngã xong lâu lâu nữa thôi. Đây con cây ăn buồn nữa nha bạn, cây này cũng hơi bị ngon luôn à. Lên luôn. Bắn mấy thằng ba gầu dưới dính đầu hộn với thằng. Lên. Giống thằng ba bắt chuột dữ vậy. Không có. Lội rồi. Dạ, chạy nước ngoài rồi. Chạy nước ngoài rồi. Ôi, trời ơi, mày dám tôi có ngoài rồi đó. Mày dám cái bắp luôn. Trời ơi, dám chạy nước ngoài. Ở đó đó, kệ tôi không biết đâu. Trời ơi, dám chạy nước ngoài, tôi chạy vô nó kẹp đây. Nãy giờ anh em mình chặt được 11 cây nha bạn. Mà chưa đủ nha, bây giờ anh em chặt thêm đây. Có một cây bà con đã ăn buồn rồi nè. Anh em sẽ chặt cái này nha. Chuối ngon hết sức ta. Ở đây các bạn coi mấy cái bụng chuối đẹp gái. Bắp chuối chỗ rồi đụng nước luôn rồi không có một trái luôn. Giờ phải cưng không? Thiết thèm đi chứ. Lấy cái đó làm cái câu đã hằng được không nội? Đó, gì cái đuôi ăn dôi luôn vậy. A few moments later. Thì hai nhà giàu nó đi chợ về xong nó ở ngoài trời ngoài nó ca nghiêu ngay bạn. Quá trời ca rồi. Đẹp gái vậy. Vô nhà giàu thì được ăn ngon. Mà được cái nguyên cái chòi nằm quy vu luôn. Quá trời hoành tráng ha. Còn hai anh em mình nhà nghèo ngồi thêm mấy viên nó nghèo lây nữa đâu. Còn có đi chặt chuối tiếp anh em nãy cũng ké luôn trời. Đi giặt chuối nè, được đặc sản là kiến nè. Rồi kiến sâu bắn, ông chích thì đà le chứ thôi, đúng nào, ông chích kích kẹp, ông mới thọc chân nè. Rồi. Bây
Thì giờ anh em mình sẽ tiến hành là làm bè nha bạn. Anh em mình sẽ tết chuối lại nha bạn. Rồi đâm chật lắc. Lắc luôn. Đâm cho mạnh nữa chứ. Yếu đuối như trời, đâm cho mạnh lên đẹp ghê. Đâu. Lại nha. Lại chính xác nha, chứng chăm chăm nha. Đó. Quấn luôn cái rồi thôi. Ấn cục kẹo vô ăn văn miệng nha. Đâu một miếng gỗ đủ quý như trời. Gỗ quý này. Mỗi tay ghẻ vậy. Xin luôn. Xin tâm lý nữa. Mưa tới cho bạn. Động phòng mưa nhẹ te hả. Kìa các bạn coi hai nhà giàu cứ từ không. Đi đi luôn trời. Đồ u đó mạnh mẽ trời. Phải 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 chỗ rồi. Vô đầu nhiều cái. Cây nữa. Đắp vô mới được. Cái đó được đó. Đúng rồi. Mưa nghèo ơi, mưa nghèo. Mưa nghèo. Mưa giàu luôn. Rồi. Chơi. Không đạp không vô chú đạp vô cây đó chắc bú luôn á. Rồi rồi. Tạp vô luôn sạp. Đó. Rồi đóng anh miếng nữa nha. Chi vậy bác rồi nè. Đóng mạnh vô nữa. Đi vô. Đó, từ. Tiếp tục cái này. Rồi vô nữa. Vô đi. Từ. Chọn dưới luôn hả? Rồi. Rồi đó. Khoan. Vô. Khoan. Rồi, đi gọi anh ta. Siêu. Hay lắm. Chưa qua. Đói mệt quá. Ông. Gắn đóng vào mấy điều mình đứng mình dậm cái. Qua rồi, gần qua rồi. Miếng nữa đi. Miếng nữa tôi mới tèo. Miếng nữa. Dạ. Rồi. Mang nổ quá. Ba thích trời. À. Lên. Hai lớp luôn mà, sợ gì? Thôi vậy lớp nữa nổi à. Không lên thứ này. Hai lớp luôn. Hai lớp mới chịu nổi. Hai lớp mới chịu. Vậy mấy con lớp rồi, giờ lên đóng thêm lớp nữa, bỏ lên đó. Mình hết công sức luôn bạn ơi. Làm cái bàn cái là không còn một chút công sức nào nữa nha bạn. Nhưng đổi lại cái nên nó chiêu phải không Thạm ơi? Phiêu ha. phiêu. Các bạn biết anh em mình phải dùng biết bao nhiêu cây chuối không bạn? Chừng 20 cây chuối mà tải hai anh em mình mới nổi chứ thôi là to luôn đó. Bây giờ nó chỉ có mới xương là tạm ổn nha bạn. Bây giờ cũng đã nổi rồi. Bây giờ mình sẽ
đi đốn thêm hai cây chuối bự nữa nha, kiếm hai cây bự mà bà con đã ăn buồn rồi, anh em mình sẽ độn ở dưới cái nữa là nó phải luôn, là nó hết ướt cái đít anh em mình nha bạn. Quá sướng rồi. Ờ, cứ khờ không? Tại vì nãy giờ anh em mình dùng thời gian cho cái bè này cũng khá là nhiều nha bạn. Hai nhà giàu ngoài đấu là ó ôm sụm chưa? Thấy không? Đấu là dậy sóc chịu nổi nha bạn. Tối ăn đi, tao ăn chuối nãy giờ tao no rồi. Tao uống nước suối luôn nữa, tao ăn chuối tao uống nước suối luôn nữa. Thì bây giờ quay phim ra ngoài kia để quay cho hai nhà giàu nó ăn nha bạn. Để nó đấu nó là dậy hụ cho chịu không nổi nha. Còn mình với người ta thì hai mình sẽ đi chắc tiếp cái chuối nữa để về độ cái bè nha. Xong rồi anh em mình sẽ cống nhau vào đó để anh em mình review những cái món ăn anh em mình mua được gửi đến tất cả các bạn nha. A few moments later. Cử cái tèm hết trời. Hai thằng phóng trước vô nhà giàu buồn quá bạn. Mấy bạn là nói các bạn là giàu nghèo là mấy bạn hiểu mình ở đâu rồi đó. Cứ vậy đó mà cứ giàu nghèo hoài. Ai chịu mua được gì đâu. Đấy. Nhóc chân nè. Đây là nước ngọt nha các bạn. Nước ngọt. Chứ mà có ba lon lúa mạch để mà mình hấp tôm nha các bạn. Ủa mình luộc tôm với lộn. Đó là một bọc nước ngọt nè, thấy mệt rồi đó. Đây, để gì bên. Hai con tôm Alaska nha bạn. Con tôm Alaska. Ơi lọt dưới tôm nha. Tôm xuống luôn hả? Tôm càng xanh. Tôm càng xanh. Đủ bọc nữa các bạn. Một con thịt bò. Đó. Đây. Còn nữa hả? Nhau. Bạn nghĩ mà sao bạn? Sò nè. Sò lông con mà lớn này mà anh em mình mua một bạch gà luôn. Đây cái này đó. Cái này đó các bạn. Đây là đậu thái chua cay nha các bạn. Lọ thái hả? Đậu thái. Đây mở ra cho các bạn coi. Trời. Chưa đâu, cái này là chúng nó bỏ tôm theo vô thêm nữa là hoành tráng luôn. Bà trái vú sữa nhỏ gì vậy? Nhỏ. Chùm nho Alipokina luôn. Hành rồi ớt rồi đó. Hành ớt rồi đó. Chúng biết là làm gì không? Nướng mà hành đây. Nướng mà hành đây. Còn đồ đêm anh em mình đem này đủ các bạn, có miếng bạc chảy ngủ luôn chứ một cái mền nữa nha các bạn. Tổng cộng là 2 triệu bạc của anh em mình mua vậy là hơi bị nhiều luôn. 2 triệu bạc. Rồi. Hai sáng không là một bịch gà rồi đó. Bây giờ ăn gì chứ? Chả ăn lẩu chứ. Lẩu chứ không? Bạn đợi bắt đầu lẩu lên là mời bạn hứt nha. Thì đó bụng lắm không? Hai ông kia đủ rồi, đừng đi theo em kia. Bạn theo tôi đi. Theo tao đi. Ăn mấy cái chuối thôi. Nước sôi bạn ơi. Thôi thức là đói quá, để mà không làm bè lâu quá. Thấy mấy con tôm này vô trước nha bạn. Anh em mình vô tôm càng xanh nha bạn. Càng xanh. Tôm sông chín heo các bạn. Wow. Đây rồi vô cái này luôn. Đồ vô. Đây, nguyên một full topping nha bạn. Ôi, topping gì vậy? Nhiều dữ vậy. Rồi, chàng nấu luôn. Không chàng đâu, khang chàng. Đấy, phải ý nói topping chàng nấu luôn. Trời ơi. Đậy nắp lại cho sôi. Để chỉnh tay không, ngon lắm bạn. Để sôi lên rồi cũng bà uống nha bạn. Nếu một ngày mà các bạn cảm thấy buồn chán, các bạn sẽ hứa chúng tôi giao nghèo này. Và các bạn sẽ bất quy tiền. Vô hai thằng mèo chuối. Nếu các bạn muốn mát thì các bạn cứ hỏa thân như mình. Thì các bạn sẽ được mát. Nếu một ngày luôn. Nếu một ngày nào đó ông giàu ông sẽ làm gì? Nếu một ngày tao giàu hết tao sẽ chạy ê nhà mày chợ tao mua những cái món ngon tan cho nó đã. Đây không ngon hả? Nè. Món ngon hả đây nè. Cái gì mà nghèo tan mát hoài hứa chưa đổi. Vô. Thì chuối đầu với anh em nãy giờ. Thì cuối cùng anh em mình đã độ cái bè nó đã nổi rồi nha bạn. Bây giờ là anh em mình chỉ ngồi với bu không ước đích luôn nha. Cứ từ luôn. Đâu không được nít lên cho không? Trời ơi, chết tao lát luôn rồi chứ. Mọi bây giờ đỡ lại ông, nên ông già tôi với tôi nghèo chịu không? Không. Không trời ơi. Tại vì mày chưa từng biết mà. Quyêu ngoài trời đẹp lắm. Tâm tạng mà đi thỉnh kinh mà trên cái bãi chuối này nó lên đên như nào đâu. Tại thiên học đạo không? Quyêu chịu quyêu đó. Quyêu chịu đâu. Không thôi, tháo dây ra không cho neo. À quá đó, không cho neo, không cho neo. Sâu bỏng tay rồi. Mời các bạn ăn lẩu chung với anh em mình nha các bạn. Trời ơi, ra đây ăn lẩu với tụi em. Bữa hôm là lẩu móng là ông là hôi. Bữa nay đổi là lẩu thái rồi. Cái chuối một chuối luôn nè ông xã ơi. Nó. Mời các bạn ăn tôm với anh em mình nha các bạn. Vô dạng chấm luôn đi. Vô đây. Đây mời đem lùng lùng tôm ăn mời các bạn vô mình nha. Té. Vô gì tình nghĩa đứa con của mình vẫn còn đó. Ông ta. Lên ăn cho đã đói. Ông một kia tôi nổi máu, cướp biển lên là mày hơi mệt á. Rồi bà đây các bạn vô mình nha. Bà ăn cướp biển cái này đó. Ngon. Bạn ăn tôm càng xanh với anh em mình nha các bạn. Ra. Mời đây các bạn nha. Mời ông Sạm với ông Te luôn nha. Mời qua màn ảnh nha. Mời các bạn nha. Ngon. Bao đây nè. Còn giấu ở dưới mấy cây chuối này một luôn nè.
Ôi ô cái bè nó đi wheel đãi đâu trời, không gì mà cảm giác mạnh bằng cái bè luôn nha. Vô mày các bạn ơi. Vô ha anh em ơi. Ngủ luôn nha ta. Chạm tay. Trời nó kiếm quại cho bực. Vô mẹ nó ăn nè trời. Là vô ăn. Cái hướng gió cái bài bên kia, hướng gió bên đây nãy giờ mình xỉu cái mồi chán luôn. Người ta mày nhiệt tình nha. Mày đi đâu? Bộ Duyên. Bộ Duyên không? Đây. Đi chợ của Bộ Duyên gấp cũng xong nữa. Mời các bạn vô cùng với Bộ Duyên nha. Chu bán chui. Ngon 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 ngon. Vô miếng lớn nè. Sư phụ. Nào chuối cũng em vô mày các bạn nha. Cái điểm đó. Cái bè mà giống như tài hiên đi học đạo luôn trời. Anh mình đi học đạo quá quá. Không có tao mà giống bằng mày. Quá mày. Rồi nãy giờ của mày rồi lên ăn chung nè ha ha ông anh. Không có mệt đâu. Thôi mời các bạn vô nha. Nói dữ không sao. Vô mày các bạn các bạn. Ra bài cây chuối ơi. Cái lẩu này nhiều thiệt. Cây chuối nữa. Đây là cây chuối anh trồng mà người ta ăn buồn. Đây mời các bạn vô tôm bằng xanh với mình nha. Trời ơi chắc. Có tính ra nãy mình dễ trời phải mình đốn thì mấy cây. Vô mời các bạn nha các bạn. Giờ cũng hắn vô tôi đang lửa ở đâu đó. Đúng không? Ở đâu mày có cây chuối nhẹ tay. Nó ăn ngon. Vô lòng qua đây đi, ông trời dài nằm đây. Giò mày dài tao chứ. Hồi quá ngủ quá, quên đủ nước luôn rồi bạn. Quên. Thôi bây giờ phải nằm mà nín thở mới chịu nổi chứ vậy. Không nổi rồi. Trời trời. Xe tăng nó quay trên trời dữ trời. Giống như là nằm giống như bị xe sóng vậy nó bập bên một bên đi vậy. Nước mày giờ uống nước ngoại quắc không nè. Rồi trời tao uống nước à. Trời chơi à. Trời ơi, nó động. Nó bị trời đâu. Bỏng cho cái đầu lẩu bên cạnh luôn quá. Đổ tung rồi lẩu luôn á. Đổ tung lẩu luôn á. Miếng nào bên vô vô. Ha. Vô mày các bạn. Vô mày các bạn uống nước nè. Vô. 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 Phóng vô trắng buồn quá. Tao không phóng vô nào chứ. Dạ, dạ hoài ngại quá. Tôi chưa được phóng nữa nè, đâu không. Tao nghèo giết mà tao hết ngại luôn rồi. Nghèo là gì? Khi đã nghèo thì mình đã nghèo mà phải đâu ngại đúng không? Ngại hay ngại thì là làm ăn đủ nữa. Quăng đuổi nữa ơi. Trời giờ mà ăn hết đồ ăn á là không có chuối ăn đâu, mình ăn hết đồ ăn còn chuối nữa em. Mình còn cái chuối nữa. Cái chuối nè. Rồi. Ê, nhớ chắc còn nửa người nửa nãy nha, đặng đi dặn lên chứ đừng xin. Ủa hai ngủ quá, tao lên dậy có. Rồi trên đây có ăn gì nào mới hết đồ ăn. Tối nay lấy cái chuối cho trời. Rồi anh em ơi, đậu quả quả đám ưa này dữ lắm. À ở gì mới ngon á. Trời nó chung vô đây cái mày ở trên đó mày mới ngon. Ở trên đây tôi xả xuống. Tìm cho nó chứ mà. Trời ơi, tao táo cái bầu nữa. Nó bẹp. Hộ táo cái bầu nữa chứ một bao. Rồi mời các bạn miếng này nữa, mình xin phép cho mày phim cho ăn các bạn, cho nó cũng đói lắm mà mình biết. Phải đâu có đói gì đâu. Mình biết. Mình biết. Nó ăn ba. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ăn chuối quen rồi. Đã mưa dữ lắm, đã mưa này rồi, đậu bọng nó đen chạy đất chứ rồi. Giờ mình không dám khui đồ mình ra đây bạn. Khui đồ ra mấy nhà giàu thèm. Thèm đúng không? Thèm chạy nó dễ luôn. Chạy miếng không chịu nổi luôn. Các bạn coi yêu quái tới kìa, đậu bọng đá mưa này dữ lắm. Chị trời. Đúng rồi. Trời ơi, ai chồng xuống đây? Đủ. Mấy quạt á nha. Coi ai chồng xuống đây. Phạt lắm luôn. Trời. Đám mưa là lớn lắm. Dạo mấy ấy chứ. Này mà nó đang chạy đất chỗ này tôi thui rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn 200 nghìn. Mình với cô Te mua được những gì nha bạn. Mình đầu tiên là mình mua được 4 ổ bánh mì không nha bạn. Để tối nay. Đây một bịch chả cá mà cá ngừ đại dương nha bạn. Chả cá ngừ đại dương biết không? Trời chả cá ngừ đại dương. Mấy tôi giờ ăn cá ngừ đại dương không ạ? Phải cái bịch chả cá của anh em mình siêu to siêu khổng lồ không? Cái bịch chả cá này là mình ăn chung với 4 ổ mì không mày. Đó, bịch chả cá với 4 ổ bánh mì. Chưa hết đâu. Còn này nè. Cái gì ạ? Chị gọi ta ổ gì trời? Bánh đậu chiên. Bánh đậu chiên cái gì? Bánh đậu chiên mày có không? Mày có bánh đậu chiên không? Ai mà ăn cái bánh đậu chiên? Bánh đậu chiên. Đây có mua được 4 cái bánh đậu chiên nha bạn. Dạ, trong bánh cũng nha. Tại vì anh em mình ở dưới bè. Em ơi. Không có nấu nướng được nên anh em mình sẽ ăn thức ăn nhanh gọn lẹ nha bạn. Đây cái gì trời? 100 cái gỏi cuốn. Sao cái gỏi cuốn nha bạn? Đó, ngon lành trời, để mình khui ra mình cho các bạn thấy nó ngon như thế nào chứ. Giờ này mà lên lên mà xong nước vậy mới ngon nè. Đó, sáu gỏi cuốn nha bạn. Đẹp quá. Cái này nó giữ cái đồ ăn luôn rồi. Giữ nè. Giao không mà giữ gì vậy? Đối với giao đâu có thuốc thì bị trời. Mày thâu.
Đủ. Biết bằng hầu là gì không? Biết bằng hầu không? Không. Ủa, đó làm gì biết bằng hầu? Khoai tây chiên. Khoai tây chiên cái xem. Bánh cờ ông công. Tôm mà nói tôm, tao có tôm hả? Trời ơi, tôm. Quy củ tôm nè. Đây là hai tôm mình cái bánh cống nha bạn. Đó, hồi nãy nàng với gầu sống với nước mắm chấm là tê. Tới tôi. Gịt luôn nha. Mình có trái dừa hấu đặc biệt cho các bạn. Đó. Đó, bao ngon luôn nha, cũng héo rồi biết chín nha. 200 hấu nha bạn. Nãy chuối. Ủa chú nó dành dành bụng không á? Cờ bậy, hai lâu nước ngọt các bạn. Hai chơi Steen. Đây, thùng nước suối. Trong rồi rồi. Ôi ơi. Ôi trời ơi. Cho lên trời. Ngủ với bạn. Hai cái bao nha. Để tối anh em mình ngủ với bạn. Thì 200 ngàn thì hai anh em mình chỉ có mua được thế thôi nha. Bây giờ để anh em mình sẽ gọn ghẽ lại cái mình dọn đồ cho mình cúng trong bà đất đai một cái. Rồi anh em mình sẽ mời tất cả các bạn. Sao nãy mua cho ăn tới? Ăn với anh em mình nha. Mua ăn chứ trời. Giờ ăn tối hai ông hụt bơm. Chuối nè. Chuối nè. Chuối này bơm rồi. Nhét luôn cái gì vậy đó. Thì anh em mình cũng vừa cúng cho ông tà bà cậu ông bà mà gọi cuốn với bánh cống xong các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ mời tất cả các bạn cùng hai nhà giàu nó thưởng thức lại những cái món ngon này nha bạn. Trời ơi nó thơm. Bao ngon luôn, bao ngon luôn. Rồi trước tiên là anh em mình bật nắp ăn mừng bè chuối. Hurricane nha bạn. Hurricane. Ăn mừng bè chuối các bạn nè. Hurricane bè chuối. Hurricane bốc khói. Đá không lấy hai lấy đá cho hai ống lụm. Ủa đâu không, uống gì ngon không quen. Vô. Uống gì còn quá cha nữa. Vô trái mà đám mây này chuẩn bị quỷ gì trái đất rồi nè. Mưa. Thôi mời tất cả bạn làm cái hộp nước vậy giờ anh em cũng khác lắm nha bạn. Mời các bạn nha. Mời tất cả bạn nha. Ừ. Giò cái giò dính không tôi bước xuống bè anh trứng trứng ốc màu vàng bước xuống bè là ăn miếng đồ ăn nhẹ gom vậy đó là chặt giò nha. Đây bây giờ anh em mình mời các bạn ăn gỏi cuốn nha. Nghĩ sao nó mà chảy vậy trời. Nghĩ sao hai người mà có sáu gỏi cuốn, sáu gỏi cuốn hai bánh cống chị trời. Không đủ rồi mình ôm đùm nhét cái răng để chấm gỏi cuốn đây bạn. Đó cũng ngon đàng hoàng. Đây mời tất cả các bạn ăn gỏi cuốn nha. Đây để xuống làm bạn gỏi cuốn ơi. Trộn lên. Trộn. Bên ngoài hai vào vào nha. Thôi khỏi mạng nữa em mời. Tất cả bạn nha. Quá trời đói vậy. Nãy giờ chú nhủi luôn không chào. Ngủ ngủ luôn. Mời các bạn nha. Đây con chú có trái cây đồ. Hoa quả. Giống là cái bè. Giống cái bè mà ta thả trên sông mà bỏ chuối gà thả đi chứ trời. Giống bè mà cái ông gì mà để cho chuối mà dầm cái đâu á. Nhớ đầu nhớ đầu. Làm mấy con cuốn nha bạn. Giống bè của mấy ông đạo sĩ chứ trời. Cho mua nảy xanh đi để. Tài hiên mà cũng đi học đạo bè này được mà mình nói gì. Quá tuyệt vời luôn. Mình ăn nhẹ nha bạn. Ăn nhẹ hả? Chiều ăn bánh mì chả cá. Mình ăn nhẹ thôi. Ăn nhẹ. Ăn mạnh đi ba, đừng ăn nhẹ. Mời bạn nha. Ở xuống bè làm giờ mình nói ăn mạnh mới có năng lượng được không chào ơi. Chim bè bạn nha, mời bạn ăn mạnh nha. Xuống bè làm bậy cái gọi cuốn chân miệng ơi. Chỗ thừa đó. Đường nhìn đó. Nhìn bó rau này đường nào cũng đầy em. Làm gì tao có rau gì? Làm gọi cuốn đúng rồi. Tao có bánh này, có rau, hoa quả là đầy đủ hết trơn rồi. Đây tao nhà giàu yếu rồi. Đây, có. Mời bạn thêm cuốn nữa nha. Ở đây tao có lẩu không thuốc. Ông nãy tôi thấy ông nằm phơi nằm phát mà giờ ông khỏe gu à. Ngon nha bạn. Cái này là bánh cống nha, tôi làm là đổ trong cống cống á. Đổ lắm nha. Đổ em ghế à trời. Có tôm, có đậu xanh, có thịt bằm nữa bạn. Đây mời bạn chấm nha. Đó. Ai biết rồi, mẹ chuối nó ta gói nó ngon còn nhé. Đây mời các bạn nha. Dạ mấy giờ vào, thèm phải không? Thèm gì vậy? Hai giờ vào là đậm thèm. Đây mời các bạn nha. Tôi thích ăn kẻ xanh. Đúng. Tôi lại thích ăn kẻ ngọt. Nói là đổ ăn gạo đậu cuốn thôi. Ngon. Ăn gạo luôn đó. Ăn gạo rồi ăn chuối dầu. Nếu như nó không ngon thì dối lòng các bạn. Ngon thiệt, đói mà. Đây mời bạn thêm cuốn nữa nha. Tôi thấy em có làm đâu đó chạy. Đúng rồi. Nè, dữ dằn rồi. Đâu vậy các bạn, nãy mình ăn gỏi cuốn rồi giờ mình ăn bánh cống nha các bạn. Để giờ. Chánh hào khí nha bạn em, không phải húp húp luôn em ơi. Đổ không đổ cái gì vậy? Rê cầm giùm cho. Đưa cầm xong hỏi chuyện nước rồi cái lon không. Lon xẹp lép. Mời bạn uống nước nha. Chuyện xuống lon xẹp lép luôn á. Mời cả bạn nha. Quá đỉnh luôn. Đó vậy đi. Ờ nhẹ hả? Ngon mà không? Chứ không bây giờ. Để chú sim rồi. Chán miệng luôn. À, mới tập tạ sao ăn cái chú sim cho nó tăng cơ bắp nha bạn. Lên cơ, lên cơ. Mới tập chuối. À tập chuối hả vậy đó. Tập chuối nha, ăn cái chuối nào. Sao mà không uống hột gà đó. Tao uống nè
đây còn hơn hột gà nữa, ông nội của hột gà. Ừ, tăng lực quỷ dâu. Mời các bạn cho chuối nha. Mấy anh em mình vừa đóng bè xong nhưng là trái chuối nó cây chuối nó mọc ra nãy chuối nha các bạn. Ok các bạn nha. Bè chuối ăn chuối. Trời, tôi ngửi tôi không dám ăn luôn á. Chuối gì mà ngon dữ vậy, ăn với bè ngon tuyệt vời luôn trời ơi. Rau cải này tuy rằng tốt. Không có xịt thuốc sâu, không có bảo thứ bao giờ giặt bạn bè xong nó làm từ đây hết. Thôi tốt rồi tốt. Đây gỏi cuốn nha các bạn, chấm nước mắm luôn. Để mày phiền cái cuốn nó đi. Để mày phiền hả? Ừ. Tốt. Mời phiền nha. Đây gỏi cuốn nha bạn, chấm nước chấm đủ luôn. Tham lam, thật là tham lam. Mà nãy là nói là nó có lúc mình vào rồi. Trời ơi, ăn gì giờ cũng ngon, vô sung sướng, gió hổi quy vô luôn rồi. Nếu đám mây tới nữa là út đây cái là mình, tới mình, nhà liền. Mình chung đích luôn ha. Ừ. Chung đích đây tôi, anh ra đánh xuống. Ở dưới lại cho trời ơi. Dưới cái kim của tao dạy cái kiếm kì, chọc 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 lên. Cái kim của ông hả kìa? Cái kim của ông ơi, bị to. Cái kim dạy như cái kiếm. Tôi phải cho mượn cho dậu. Chọc lên liền. Chọc lên mà ló lúc nào ló vào được khứa. Dễ liền. Cái kim của tao như là định hải thằng trăm vậy đó, dưới nào mà cắt đứt. Thằng gì mà ngon dữ vậy trời. Ăn gỏi cuốn chấm nước mắm luôn cái tèm kia. Chấm hai ba luôn. Ngon. Ăn chuối chấm nước mắm nó ngon. Ngon thiệt trời. Cũng. Vô, bên sau nha. 1 2 3. Để mời bạn nha. Cái đồ ông chống cái cũng bên tép còn không. Ông uống không đái mà thử không đái mà. Đủ chịu mép bên ra nước rồi bên ra nước bừng là quá ngon kéo đạm kéo đạm thứ dài không no nha bạn nhưng mà cũng đã là lần xít lên có thể anh em mình có thể nghỉ ngơi và ngủ gác cho ngon lành chiều thức dậy ăn tiếp bánh mì chả cá hoành tráng tối ăn trái cây nếu ông ấy đóng vô đó đi bắt cua nước lý dao vậy thôi. Ủa cái đèn pin tới đâu ta đây nè ủa giấu đồ vậy á. Ta rồi để anh em mình đã ăn xong một buổi ăn nhẹ nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ nghỉ ngơi nha. Tại từ sáng giờ anh em mình cũng tiêu hao khá là nhiều năng lượng nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ nghỉ ngơi để bù đắp lại năng lượng nha. A few moments later. Thì anh em mình cũng đang nằm ngủ một giấc thật là ngon nha bạn. Mà trời ông rồi ông nhiễu mưa xuống nha. Làm anh em mình thức giấc. Thức giấc đói nha bạn, ăn nữa nha. Tại vì lúc gần chiều anh em mình ăn chỉ có mấy cái ổi cuốn với hai cái bánh cống bạn nên giấc này đổ sớm nha. Thì giấc này trời cũng đã nhá nhem chàng dạng nha bạn. Anh em mình thức dậy để ăn bánh mì với chả cá nha. Thì anh em mình cũng vừa cuốn một bài đất đai xong. Bây giờ tới anh em mình lụm nữa nha bạn. Ăn mì xói chị. Trên này dạo này ngủ viêm phải tích được kìa. Ông trời ông nói hai lù đù nằm dưới đây tội nghiệp nó quá cảm động khóc. Mưa luôn nha bạn, anh em đang ngủ luôn mà trời mưa xuống cái mình kêu té cây để anh em mình cùng ăn luôn nha bạn. Ăn đi chứ để hồi mưa ướt nhẹp mấy nãy chân ăn không được không ngon nha. Giờ mình phải lưỡng trước đây. Đó bánh mì. Nói chung bánh mì mua có 3 ngày trước nhiều. Nói cái gùng tay luôn phải. Đây chả cá nha bạn. Ừ, chả cá chiên nha. Đây là tương ớt nha. Cái mình xịt tương ớt vô cái nữa. Ủa quá dữ luôn. Chả cá như bánh mì thì quá ngon. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Bánh mì chả cá thì quá ngon. Đây nè. Mặt kìa, mặt kìa. Em dậy trước dậy bay đâu bay bay cao cao. Trời ơi, còn dưa hấu nè. Còn chuối nè. Còn gì nè. Còn bốn bánh bông chiên nè. Đói thèm nữa hả? Ta hủ có bao hàng này đói rồi đó. Già mà đói nó tôi lại luôn. Ấy mình ăn thèm đói tới đây nữa gì kìa. Bây giờ hai nói mày nhịn miệng hai mình ăn phải không? Giờ cái giò này hư quá ta. Chân tay thôi nói... cái giò này hư quá ta. Đúng không? Thức dậy. Thức dậy hai nhà giàu nhìn miệng hai nhà nghèo thức dậy đúng không? Giờ này đương nhiên cái mình ăn ở đây nó ngồi trên nó nhìn thù lỏ trời nó đù quá vậy tại nay ăn ngon quá chưa tiêu cái này mình nhà giàu gì không chồng ơi tao mày quay mặt qua đó mày ăn lại nó nhìn hoài ngại chết bờ thương trời ngon quá chưa tiêu nè giờ nhìn ông cho nó chưa tiêu đang có gì giò hư quá trời ơi mới có một kẹo thôi vậy trời có ăn cái gì trời nó làm gì lo nở như hấu còn miếng chả cá thì tôi thấy tội nghiệp mà ơi cười hoài à. Thôi lần này nó bỏ nha. Ô đây. Mày. Cho dù mà nó đáng ngon, nó ngon chân nhưng mà gặp mồi của tao đường nào không thèm. Bên mình đồ lạ không à? Lạ gì hả?
chả cá, chả cá người đại dương. Nấu thuốc ngự lị. Bánh mì này thì ở bên Cali Phục Nha, đúng không? Giò giống bà quéo vậy, giò bị ta biến luôn kìa. Giống này, cái này nguy hiểm lắm, cái này là món quà cuối của mình á. Đúng rồi. Món này là cái nét cho chuối cho bánh mì tan luôn chứ. Ăn mì, ăn mì chuối đi. Đồ mình còn nhiều mà không ăn, ngồi nó nhìn nó thèm không? Ở đâu, bè chuối phải ăn chuối. Cá mọc luôn ha. Nhưng mà ép gì vậy? Giống mày kẹp quá. Bằng của ông rồi đó. Thôi mời bạn nha. Cá mọc. Đúng cá mọc trời. Mở chuối luôn. Dễ ngọt. Ngọt. Dễ. Mềm. Tôi phải ăn chuối là ăn xong rút cái chuối là. Chân chu lắm. Chân chu hả? Biết sao không? Bỏ chuối rồi. Dạ ơi, biết sao không? Cắt nước xịn muối tiêu hơi mặn. Nước. Không say là không về, quyết định không say là không về. Không say là không về, nhất định không say là không về. Mình kính các bạn một miếng nha. Vô. Rồi cho hai lon nước ngọt uống nè ông nội ơi, cho nó đã. Cho hai lon ngọt lắc sơ uống nè. Lắc sơ ấy thèm. Rồi mời bạn hết luôn. Rồi nói chuyện đi, không nói chuyện tôi đi. Được. Rồi được. Hưởng tạo quá. Đó. Mấy bên mình tạo. Rồi cái đó hết luôn. Bình nước bự luôn mà. Cái đó hết luôn. Chú này làm nhà nhà nghèo đi uống hết luôn. Tao hậu nghèo uống này chắc ké quá. Hết đi. Hết luôn. Chẳng ai uống mà. Ông này lăn bí, ông này lăn bí. Ủa, không thích cái cạn. Tôi đang nhau mày tưởng mày dâm nhau lấy. Rất mày ăn cá các bạn. Tôi làm tôi bất cẩn, tôi chết tôi xém nhau. Tại sao mày đứng đổ làm việc đó chị Ben? Có. Nãy giờ ăn có giấy đầu tiên à? Ăn dưới trời. Một nào cũng ăn chuối vậy. Nãy tao chưa ăn chuối nữa. Nghe nghe luôn. Hào bánh mì giờ mình khoát bánh mì giờ mình làm thêm ổn luôn nha bạn, cho hết luôn chứ để dành lại ngày lắm. Chứ nó thèm hỏi bay chứ nó ăn cũng vậy à. Thôi nói chung thì anh em mình sẽ quất một ổ bánh mì nữa cho nó no nha bạn. Tại tối nay nếu mà anh em mình không có gì để ăn thì anh em mình ăn bánh bông chiên, ăn dưa hấu no anh em mình cũng vẫn ngủ được nha. Thôi các bạn chờ anh em mình ăn nha bạn, rồi chắc hàng giờ vào nó sẽ ăn tới nha anh em, chung đây núp nha bạn. Càng ăn càng ngon, càng ngon chứ. Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi. Dậy đi thôi, dậy đi thôi. Dậy đi thôi. Ăn tôm. Dậy đi thôi, dậy đi thôi. Đây. Các bạn giờ ăn tới rồi. Ngay cái mặt ra luôn trời. Giờ ông nằm dưới vậy? Đủ, bỏ không bắt lửa đâu, tóc tao mấy mày. Thèm mà. Giờ ăn tới rồi. Cho bia vô luôn, bia luôn. Trong đây rồi cũng ổn luôn trời. Đổ luôn đi. Tôm nữa ha. Tôm mà tôm. Tôm mà. Nằm dưới chịu đi chứ. Lục bia nha các bạn. Này mình hấp bia. Ồ. Hai con Alaska với bảy nó 15 con càng xanh đây. Trời thánh con tôm. Hai lon đủ không? Hai lon đủ rồi. Còn nữa đi. Lon đi nó không có dọn trên đâu. Lộn đi. Mình chưa lộn lên nó gai quá. Mình vừa dưới giả rồi. Phu biên hồi dưới đây xỉn luôn quá. Thơm rồi. Ôi. Thôi nhẹ vậy. Cho uống biên đồ gì nữa. Còn con nữa. Chúng đây chi bên đậu bỏng. Chúng đây chi trời. Một tay một tay. Xuống đi xuống đi xuống đi. Gì dưới vậy trời. Gì mà nhau nhau dưới cho nghe. Các bạn ơi. Đậy nắp lại để cho nó ấy nha các bạn. Chị nào chín anh em mời bạn ăn nha. Chơi mình thấy gì canh lúc ăn. Mình ngủ nó ăn trời. Mày sống này ta túc rồi đó. Ôi, một chút nữa đây nó sôi nước nhiễu nhiễu xuống là làm chịu nha. Tao hấp luôn. Ghê hả? Ờ tao hả miệng trà sung luôn, nó dụng dụng xuống nhiều tao quất nhiều luôn. Ông né qua qua đi. Tao né rồi đó. Ừ. Mẹ tôi thấy ngày mỏ không? Tao né rồi đó. Né ngày mốt luôn rồi. Mày nghĩ dưới mày mày né đâu được á đù vậy hả? Mày ăn heo lụt không? Ăn thịt heo lụt không? Tao ăn mềm mềm. Ông hèm nước này nè, tanh mùi thơm nè. Trời ơi, tái tái à. Chút nữa tao lộn ổng luôn cho mày coi nè. Ngủ không yên luôn trời, ổng ổng đâu mà đang ngủ mà bắt lên nấu nữa trời. Chỗ người ta nấu mà chưa. Vậy cho nãy tôi ngủ rồi, ông ăn sao? Tôm lên mình chín rồi nha các bạn. Ủa gì bên mặt kia vậy? Đúng phiền luôn trời đậu. Hôm nay mình tắt lửa rồi, nhắc lửa là cúng đồng bạc ấy. Khui coi.
Wow, kỳ không mà. Đây, gấp ra, gấp ra. Đúng thơm mùi không hãy. Đây gấp con thơm mùi lúa mạch. Còn ai đó. Gấp ngoài ca cho bạn gấp coi. Gấp từ trên xuống đi. Rồi gớt con thơm từ mặt thôi con cho bú luôn á. Wow, kỳ không mà. Tôm mà đi hấp bia, luộc bia mới chịu à. Tôm Alaska luôn nha bạn. Alaska mà luộc bia. Wow. Coi chừng rớt cái nồi ngay cái đầu. Ồ, cái nồi nó sấp vô đây, cái chắc cái mặt tao chung mưu diệm luôn á. Wow. Trời đang mưa, đang mưa lắc gắt luôn nha bạn. Đang mưa lắc gắt, hai vợ chồng đang gắt. Công an tới bắt. Đạp, đạp. Đây, anh em quá là ngon các bạn. Nó dắt em vào cốc mắt, chua lưu bi để ăn đùi gà. Để kéo tắt nó vậy, để kéo tắt mình ra. Ừ, nguy hiểm như trời. Tới giờ mình đậu một phen ơi. Nguy hiểm như trời. Cái dĩa gung nè. Thầy thầy chắc nước xuống, mình chắc nước xuống. Thầy phòng nước, phun nước lên. Chắc nước nè, chắc nước xuống nè. Bà này mình cúng ông bà xong nha bạn. Lên ăn nè hai anh ơi. Ok. Thôi thức dậy hai anh em thức dậy lên ăn tôm lục que với anh em tôi nào ơi. Vô vô. Đây lẹ đây. Lên nè. Mày nhỏ ừ. Gì manh động nữa trời. Gì manh động nữa trời. Manh động với anh hai. Mày dắt chàng có giỏi ăn bú. Trời ơi, mày dắt cho tôi vỏ, em bú này, tớ chị ơi. Cái nào làm gì nữa vậy? Trời. Đang đập phiêu chứ làm gì trời. Nhồi vậy. Giờ này là tới giờ hey. Mình chị ba. Nhồi không nội. Trời ơi. Hai ông ở dưới nhậu với. Hai ông dưới nhậu với ta. Ơi, nhậu vô sạch cái cho hơn các bạn. Một tay mà không nhận. Bây giờ là tới giờ chia rồi. Em hợp với bạn không? Dạ lắm, trời ơi. Hai anh em mình con mày. À, cho ba biết đi. Ừ. Tụi nó ơi. Nói cái gì? Ăn đi tôi nói rồi. Rồi. Bực dữ vậy. Bên đây là bao thầu mày luôn. Ờ tôi ăn hai gạn cho mắng nó đi. Không nè. Bữa nay nè nó bao cho mày luôn. Để có công nè, heo ăn một món ngựa con đi tôi nói rồi. Ê nó ông đúng đúng kìa. Đó bạn làm con cái lên cho mình. Để có công nhà nghèo nói mình nhà giàu mà sao á đủ chứ vậy? Bóp nè. Trời ơi con tao bắt ca đầu gạch không luôn. Cái gì vậy? Ngon quá. Cái gì vậy? Không xì dưới kìa. Bỗng không ăn chuối, ông này bỗng thấy vú mà rồi. Nhiều nguy hiểm với trời. Wow, chỗ gạch tới đây luôn nè. Là sao ý là sao? Quỳ dưới thì tổ tặng trọt cả ngoài. Cái đổ chứ muối ớt đầu luôn kìa. Giờ chăm miếng quá kêu như chú chuối làm gì căng vậy. Nó quẹt chăm quá cái chú ăn làm gì bậy. Hai phen này phiền quá ha. Tôm chỗ tôi ăn tôm nè, gạch nè, gạch tới đây luôn nè các bạn. Khui con tôm gạch luôn các bạn. Khui luôn không? Ừ. Đấy rồi. Thấy gạch không vậy? Bạch ca bao gạch luôn nữa. Thổi nóng khói nè. Wow. Ôi, con bên kia gạch nhiều hơn. Con này gạch nhỏ nè, đỏ gạch luôn nè. Đâu, gạch nhiều hơn. Ê, cái đầu bỗng. Gì hết không? Canh canh luôn. Cái này anh em mình vừa ăn vừa canh hai ông ở dưới nha các bạn. Mời các bạn thưởng thức tôm Alaska với anh em mình nhờ các bạn. Vô nè ông xào ông khoe ơi. Đây nè. Vô mời các bạn. Tao mày thiệt rồi đừng có làm mà có gối đồ hình ấy. Trời ơi trời ông này vẫn dở ăn chứ chú thiệt. Đói lắm rồi. Cái co. Cái co càng không bạn, mình sắp rồi lột cái càng mà đó các bạn nha. Vô tí ơi, vô tay ơi. Ừ, vô đi, đâu có cái càng gì đâu. Chắc mình mới gắn một cái. Rồi luôn, chưa vui bạn ơi. Mình mới gắn được nửa cái mình mà trong còn gạch nữa các bạn. Trời ơi. Nè, bên nếu bạn. Gì? Nè. Vậy hai bạn ăn hằng có một chút xíu vậy hả? Vậy chút xíu. Trời ơi, muốn chắc rồi ơi. Nguyên dĩa tôm luôn, cái chuyện càng thiệt trời. Luôn. Thấy dĩ nho cái nhỏ nhỏ luôn. Nho bạc. Chưa gì thấy dĩ vậy? Thấy bốn cái nhỏ luôn kìa. Ừ. Thì đủ cái nho là phải. Chọn hết. Đủ cái nho. Đậu luôn. Tới thèm. Ủa mày kéo bốn cái nho mày lại ra. Lú nho nha. Tôi có lũng lú nha. Ờ, nó mà quay nữa. Quay nữa. Lại dưới hả? Kiếm nho. Kiếm nho. Kiếm nho lại. Chanh hủ, chanh hủ. Chanh hủ, cao hủ bằng chanh hủ. Ngồi cho thảm, ngồi thảm. Ê. Ê, bậy lắm nghe Út. Già mới còn canh vô kỹ nữa. Ăn phèn dưới. Cái này không dù xì dưới kìa. Xin bà mua tiếng kế vô các bạn. Nhà giàu mới còn... Ừ, vô cái co càng các bạn mệt các bạn nha. Kỹ lưỡng. Khi tới bên này mình ngồi chùm ẩm để... Ngồi chùm ẩm canh phòng ngựa được.
Ăn ngon không bạn? Nè ăn nhìn nè. Rồi nhỏ mà rút bị trứng mía vậy nha. Không ăn cười vậy tại. Đậu đậu ra kia. Mày các bạn nướng bánh luôn. Không. Ngon. Con tôm với bánh ngon. Đậu không giết trời. Xíu xíu quá trời bực dưới trời. Ăn mà tâm lý nó không được thoải mái nữa chứ. Đậu xanh là giống vừa ăn vừa canh dưới trời. Nói xong xì 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 gì á. Cái đậu không cái đây trời. Sao ngốc nát luôn đi. Sao nghe cao hủ ăn đùm hết rồi á. Nói chung là cao hủ của mình canh hủ luôn. Ôi cái càng không. Ôi cái càng sữa không. Chậm rồi lên ăn nè nó mày thiệt chứ. Lên ăn nè. Mời các bạn nha. Trước đây không biết quen. Cụ vậy nó ngọt á mà bạn đi. Ngọt. Tụ anh giờ lâu canh trong tao lâu khốn rồi nghe luôn. Đồ nghe bố bút xỉ rồi kìa. Ủa rồi con tôm chạy ra tôm chạy. Tụ anh dương đập cái tay rồi. Đâu không. Thôi con con. Con có tàu vụ đây là bên kia mình xỉa nghe không. Chút xíu là thành công rồi. Rồi các bạn ơi. Mời các bạn miếng nước bên đây mình ăn tôm tiếp các bạn ơi. Vô. Mình uống bò cũng không. Tôi cũng đang ăn tôm. Nước đơn giản rồi. Tranh thủ ăn đi vàng ơi. Kìa kìa tôm chạy nè kìa. Tôm như mày nó chạy nè nha. Ui quá. Quá nó con ơi. Con cài dẫu đây. Cho luôn á. Cho luôn á. Ủa giống mà cho vậy. Tôm còn sống rồi. Dạ thì tôi chia luôn. Tôi ghê luôn. Vậy chứ ngót nước mắt anh nhìn thôi chứ sĩ diện lắm. Chứ là những chơi trời. Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt. Wow. Con tôm càng xanh không bao giờ ngọt. Ghê hả? Tôm càng xanh ngọt lắm em ơi. Tôm mà happy chứ không ngọt đâu. Ăn ngọt kìa. Đậu không mà canh mà. Ăn mà phập phồng lo sợ dưới chậu lên kìa. Chọn cái lèm. Mấy giống bú rồi. Nhà giàu ngồi trên mâm trên đâu gì nữa. Ừ. Ăn cái lúc cái gì à, mình hưởng điền tích lũy hạ điền khang đó. Mình còn chụp anh nữa chụp sau mình lót cái bạc đi. Ok. Rồi sao mình lót bạc trên luôn. Có nước cũng dưới khô gan không. Ừ. Đây mời các bạn vô tầm bằng xanh happy của mình nha. Để ăn thôi dễ vậy. Ủa đâu ra vậy. Chuyện dưới đâu. Vô mời các bạn nha các bạn. Nhà nghèo cái gì cũng có mẹ. Cũng hết từng có đó. Không. Ăn chuối không cho cây chuối. Đúng rồi. Cạnh cái bánh vậy. Tôm ăn bánh không á. Mời các bạn vô chụp nho mình nha. Nho gì nho gì vậy hồi ông tài. Vô bạn. Vô ai. Dầu rớt cái nho dưới đây. Đói gì á. Đâu. Ủa bà hay trời. Nho không hạt trời. Ngọt con nhéo nho không hạt. Nho chua lắm nha. Phải ăn ngọt. Chua ác nha. Ngon. Nho không hạt ngọt. Ăn với bánh nó ngon lắm nha bạn. Thèm nhỏ mời cái đầu gạch của mà trời. Nào đi. Không à, à, cái mình nãy ừ, chỉ đôi ra. Dưới đây nước không có lũ dân cao, chết dân cao gì rồi mà hổng trời. Trời ơi trời. Vô dĩa luôn. Này bên, đi bên. Ủa đủ trời. Cầm cái đầu gạch đây. Vô bạn. Cục gạch như té hả? Mất cái ra luôn, ăn luôn. Trời ơi trời. Cục gạch như té hả? Ôi ôi ôi. Thấy gì không? Chụp. Trời ơi cục gạch tôm. Ui có má. Đây mời các bạn vô cục gạch tôm mình nha. Cái xấu nãy giờ xếp lép. Cầm lục bia. Có tôm lục bia không hả? Ừ, tôm càng xanh lục bia. Với Alaska thôi với yêu. Ây da. Cho anh cho anh chụp anh cho. Dạ. Dạ em. Dạ. Dạ em. Dạ. Dạ. Vừa ăn vừa nhảy với vậy. Ông nói cái gì hả? Ông đốt nhăn mũi. Đốt nhăn mũi đây. Nhảy. Được rồi rồi rồi. Vô. Tối nào mà tụi bay ngủ được miếng nào tao bị lại luôn á. Cho anh em mình vô cái này vô phim với bạn bạn mình xử lý hai mày các bạn ơi. Ăn mà tâm lý hồi hộp quá. Mời các bạn nha các bạn. Này vô mời các bạn nha. Kìa kìa kìa, mắt tiểu lon nữa kìa. Đậu xanh. Cầm luôn. Cái lon cái bộ nghiêng cái là mày nước miệng lên nha các bạn. Ê cái gì vậy? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Chạy luôn đi. Vô ăn mày bên cạnh đi. Vô ăn đi. Đậu bỏ ra cạnh nè. Đây bây giờ thì cũng đã tối rồi nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ xuống bè nha. Để vô bờ đi bắt cua nha bạn. Đi đâu bác? Nghèo phải cải quạt thêm là cuộc sống nha. Bác đưa đò đi đâu bác đưa đò. Ông lấy đò giờ đây già yếu lắm. Tôm không ăn mà đi bắt cua. Trời ơi trời. Ủa đâu ra đó vậy? Tôm không ăn mà đi bắt cua. Trời tôi bắt chót trời. Mưa rầm. Ủa rồi chừng nào dám được tới bờ? Thì rồi chừng nào cho tới bờ? Trong người
đừng các bạn, cứ từ từ rồi là chẳng còn đốt mình cho bạn còn im lắm nè, còn nói lắm nha bạn, sống chậm lại một xíu em ơi, cái gì cũng phải từ từ. Không phải đâu, từ nãy giờ chắc nữa cái hồ chưa tới được danh thế hẹp vậy hả? Có con cành nè, tôi dặn hai cạn nha, sống nha. Bờ trong nha bạn, à, xa lắm nha, trong cái bè này nó cống nhầm. Ồ thấy không, còn sáng chân luôn nè. Có đèn dầu cái nó là mình đi đưa dò mướn luôn không dám. Đủ. Đèn dầu té luôn. Không phải xứ đá chạy. Ông ai đó rồi nó ma nhát hay nó nè. Ờ có đèn ma nhát. Ờ đúng rồi. Sáng có đèn nó ma lại hả? Càng sáng nó càng lại á. Đấy. Trời nãy giờ cháu mới tới bờ danh thấy thèm chứ hả? Anh em mình mà mới vô tới bờ để dẫn tất cả các bạn đi bắt cua nha bạn. Thì tới đây anh em phát hiện con cua nha. Ờ hay rồi, lẽ không sao chạy tới rồi. Đâu rồi trời, thầy chạy hả? Không có đèn sắp luôn rồi. Ôi, tôi thấy cái cạn nó ông vừa mới rồi nó trội xuống. Mới học ra xuống rồi. Nó lặn liền. Có tiền ướt cái áo này không mà lạnh. Ra, ra, cởi áo đi. Ủa, khó vậy cô. Mày đi từ từ ra bắt đó, đi từ từ bắt đi. Có đâu có chìm đâu, mà chụp không bắt cái chìm luôn mà. Ừ. Được em, lẹ trời. Được em cua đầu tiên nha bạn. Trời bây giờ miếng ăn. Chế da quán miếng cua. Miếng cua da. Ôi con cua bự đi luôn trời. Đợi có đợi không? Có bao nè. Có bao nè. Á cua 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 cua. Rồi. Trời ơi trời. Cua chà bá hơn hai con này nữa đó. Cua bự luôn. Con dội cái nó trượt xuống rồi. Thử xuống. Bay chụp luôn. Sổng một con cua nữa. Thứ đó sao? Đó kìa. Cái cây thèm. Rớt cây ta luôn. Con cây nè. Rồi chạy mất tiêu rồi. Nước chảy thấy thèm chứ vậy. Ô con chập bá luôn. Đẹp quá. Trời ơi con cua. Chứ luôn hả? Xém nó kẹp luôn rồi. Chứ thật xấu. Đừng cua mini nữa. Nè bỏ đây luôn đi. Cua đi vậy ngon. Cua bỏ đây mới độc nè. Ô phộng. Ơi 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 coi chừng nó chạy ra nha, mới quay ở đâm nha. Ừ cái này chạy ba đi, nó không ra được đâu. Cố đâu mới động này nè, kia cố chuột xuống luôn hết á, đâu cho bá này con. Ừ cái bá đặt tên cái bá à. Trời ơi tiêu luôn chuột xuống rồi. Đồ hay lắm. Hay lắm. Cái cây đâm trúng rồi tôi bắt ăn xù luôn á. Đâm vô đầu nó xỉu luôn đầu. Con gì bắt mẹ con con chuột nhóc chạy tèm nha. Chuột nó chạy quá thì chạy rồi. Còn này khó. Lao vô con lăn đi. Rồi lao đây tới đây. Hay lắm tay ơi. Ông chụp sảy sao? Tôi phải nghiệm vậy nè, tôi là mục tiêu mới được. Chết bà. Bà chết bà. Ấy. Nhưng mà cái ba lô mà em đi tìm theo. Ba lô đang ăn cái gì không ơi? Rồi. Ấy, nhỏ. Con nhỏ. Con đen của bự nè. Ừ. Xét ba luôn. Đây nè. Cái đầu cái nè. Trời chết. Chết hết thèm. Ôi. Cô xác bà không hay luôn. Giống sống. Giống bên chết vậy. Tôi tưởng cô chết. Tôi mới thấy cái con gì nó mới chụt xuống nè, làm phân tâm mới bắt 8 con luôn rồi. Dữ vậy sao? Vô vô. Cô chết đã đủ ra. Em gu ai biết. Nó cây tới đâu, cây tới đâu. Nghe ơi, con nó không xuống đâu. Hay lắm. Phút này có cua nha. Rồi, dạ luôn rồi, cái bị gắt luôn quá. Ôi, cua kẹp bánh cái bị luôn á. Trong hang là hai con luôn. Hai con ở trong hang con trong hang, trong hang, trong hang. Ở ngoài con, trong hang con. Ở ngoài con. Con cá đâu được. Chụp cua ở ngoài hang chứ đây, hai con luôn, hai tay luôn. Ở trong con ngoài đây chụp hai tay luôn. Bắt cua hai tay luôn. Bắt cá hai tay này, bắt cua hai tay em nói ơi. Hai con luôn. Rồi, quá ngon luôn.
Rồi vậy là hai con này đang hẹn hò. Con này bị dương quá thì gặp thôi. Phải không? Phải không? Hai cái được không? À biết đâu. Đâu giỡn mua lên đi. Hai cái mà. Gỡ gì vậy? Gỡ mua. Hai cái mà. Hai cái không? Rồi vô. Đố mà thấy đựng cua. Rồi tới thôi. Đâu cua còn một que không trời? Có nhiều lắm nhiều quý trời. Ây da, cái cây đau quá rồi tao. Cãi đi. Đố cua vui rồi. Giờ giàu to luôn cua luôn rồi. Nè. Hút bật giả vậy trời. Còn cua ba cái không vậy? Nè, cầm đi bên. Cua hơi nhiều luôn nữa. Còn ba cái nữa hả? Trụ tỉnh nữa. Tỉnh như Lenin luôn trời. Chư cua đồ tỉnh nữa. Cái này hai càng đủ nè. Bây giờ mình tự tin chiến thắng rồi. À. Win, win này. Đồ tự vào cua bắt đầu rồi chấp. Ô, ông đi chỗ nào em Sam? Ai da, ai da, tại tại bắt đầu. Ba ba. Ông dẫn tôi vô khu nào mà toàn khu dân cư của người ta không vậy ông cố. Quay lại đi. Hãy đi xuyên nó luôn. Là khu dân cư bên đây nữa nè. Tôi đi rồi, tôi đi đâu rồi trời. Xuyên nó có bờ đất. Không rồi. Bờ đất kìa. Đất không? Đó. Chỉ đâu vậy ông nội? Bờ xuyên khu dân cư luôn hả? Ờ bờ sen ông ơi, tưởng bờ đất chứ. Ờ có bờ ruốt. Ờ đi ra bạn ơi, anh em mà đi ngồi không biết là làm tôi tới đâu không biết nha. Ông dẫn tôi vô khung cư ghê quá. Anh em mà đi ra bạn, tại vì anh em bắt cua mãi mê mà anh em mà đi đâu một hồi tới đâu anh em không biết, toàn là ông bà ở thôi mà không không. Anh em mình dọn giữa ơi. Cái gì vậy? Cho tôi ở giữa. Đi đi ông nội. Anh em mình quay ra thấy bạn nguy hiểm quá. Tôi thấy rõ ràng mà. Chúng tôi rồi có màu vậy ơi. Màu vô vô kèo luôn. À, cũng giùm con luôn trời. Tay không bắt cướp trời. Trời ơi cầm găng. Đẹp gái cặp găng với gà chuột cống xù bà con nha bạn. Ôi có bầu luôn trời, chạy găng nó ghê trời hả, cống xù mà. Rồi ok thả luôn nha, thả đi không thả à, tớ có cua rồi em, có cua nhiều rồi mình thả mày đi. Bạn đi chứ có ngon ăn gì vậy? Đúng rồi, đây là con cống nhum con nha bạn, lông xù hả, cặp găng đẹp chứ hả, chụp ghé vô mà thả đi. Thôi mình thay nó bạn nha bạn, thay nước cái thèm không có thay cho nên chạy nó cạp cái giò tao sao trời gì vậy. À, mình bóp nó hơi bị quán. Nhìn biết một lát rồi. Nó kẹp cái có đâu không? Ai da, nó kẹp ngoài á. Ai da. Gì hả? Trọng đích là đẹp gái hả? Trời ơi, sao nó không khổ á. Ai da, kẹp chừng bấy luôn trời, hay không? Đây, vợ đèn ông nội. Kẹp cái ngón vậy. Thật hay quá nè. Đâu? Đây một cái nè. Không biết, bạn thấy rồi. Ôi giờ cua trời. Anh em mình bắt được con mớ cua cũng khá khá nha bạn. Trong áo nè, trong ba lô còn nữa nha. Dữ lắm nhiều rồi. Thôi bây giờ anh em mình sẽ xuống bè để anh em mình ra khơi nha bạn. Ngủ rồi kìa. Ôi chị ngủ thôi rồi. Đẹp gái vậy. Đi mình luôn gì mấy anh. Người có cây, người có bè cho đi mình đi sao. Xuống đi. Giờ ăn à, tới rồi giờ. Giờ là tới giờ ăn của anh em mình tới. Trời ơi. Mình làm cái tô mỡ hành chút nữa mình nướng con gì qua này. Con sò lông với con gì? Sò lông với con sò lông với con sò hông lông. Thôi để mình đem vô nha các bạn. Sò lông với con sò quạt. Xào. Đó. Sò lông với sò hông lông, cục ngon. Xe lăn bánh xe đưa đẩy mình. Mà. Cho miếng muối ngon bạn. Trời gió ghẻ hả? Mà xà lông phải hai chữ xà lờ không? Ừ. Ồ, buồn không ghẻ tiền hả bạn? Rồi. Rồi, vô luôn nha. Vô luôn bạn ơi. Vô luôn bạn ơi. Chừa chừa lại miếng xà bò hả bạn? Chừa lại miếng xà bò chứ. Vô luôn. Ừ. Rồi, không. Ây da, nóng. Dạ. Rồi. Ngon lành. Chúng mỗi thang bạn anh em mình nướng xong nha các bạn. Vô hết bò. Trời ơi. Cái gì nhiều lắm trời. Bị nêm luôn nha. Này. Nêm luôn, lộn nêm luôn, lộn nêm đi, nêm đi. Đây, vô đường các bạn. Đừng uống nha bạn. Ủa, bụng ngọt. Mày giống bên đường gì vậy? Thôi, toàn rồi. Gió rồi chứ. Đây, em. Gãi đụng gì vậy? Đường nha bạn. Đường
đi. Rồi. Cho được ít chưa? Phải cho nhiều ra mới ngon. Đây, bỏ mấy nước tương chứ. Ừ, lộn nước tương. Mấy nước tương. Lộn. Làm sao giống sao nữa vậy? Giống mà chột chứ. Được chưa? Để mấy người nội. Dạ. Rồi. Rồi. Ôi, cái đậu không cái xin ghé hả? Cho nó thơm thơm anh nha. Mà lắm đó. Đưa xuống cái dĩa đó là hết chất. Nó tải nhà kìa. Vậy. Nó tải nhà. Bò là mình phải cho tái gì ăn nó mới tới nha bạn. Đây. Chính này nha. Bò bếp này nhắc xuống chắc toàn quá. Đưa xuống nha bạn. Để ngoài đi, để ngoài đi. Cái xì xích xuống quá. Dít xuống, dít xuống. Wow. Bye bye mấy em nha. Trời ơi. Wow. Wow. Đi luôn hả? Nhà mày lại gì cua tao hả? Coi đi trời. Luộc dùm luôn nè. Mồi nãy mày muốn luộc cho. Chế nước cho luôn nè. Mày luộc mày luôn hả? La lớn lên. Đậu tao khó tin lắm nha. La lớn lên nữa. Tỉnh chè. Rồi đó không? La lớn lên. Chú này vô. Cái gì? Chú tin là cướp cua tôi vậy? Chú luộc cua xong chú ăn luôn. Đó, để thôi. Cướp cua tôi. Ai chăm sóc nồi cua của giùm ổng cũng chín rồi. Ú. Tịch thu, tịch thu. Coi chừng rớt đậu không nha. Kè nè. Để nè, đụng hơi nóng không? Đụng bắt dĩa lên, bắt dĩa lên. Dĩa lên chứ. Dĩa lên cho nó mở miệng ra. Mình gứ mà hành lên. Còn sâu với người bắt xuống. Còn ai? Còn ai? Còn ai? Còn ai? Còn ai? Còn ai? Em ơi em như con sò lông. Wow. Nhiều. Cầm làm. Cào hết lông tân chân của em. Cà là biết liền. Em ơi em như con sò lông mái lông bông bên ông cầu đâu. Ghê hả? Ờ, trời ơi sò lông mà con bên lớn gì nè. A few moments later. À, các bạn ơi thì hồi nãy anh em mình đi bắt cua nha bạn. Cũng làm được mớ khá khá nha. Rồi mình mượn cái nắp mà mình đỡ ra đỡ đỡ nha bạn. Chứ hồi nãy mình cũng lấy cái lửa mình thổi cái miệng mình đổi lửa chứ mình có mượn lửa nó nấu không. Quá quá. Nãy mình đi bắt cua mình dễ mấy bánh mà giờ xẹp lép. Ừ. Ồ không nãy đi bắt cua cái mình sợ chìm bè mình gãy bánh nào nó ngồi bẹp lép nha bạn. Bực dữ chưa. Cành bánh bao đẹp trai à. Chép nhé à. Biết này đạp hết rồi không biết. Thôi cởi đó. Gì cũng ăn được trên. Thì anh em bắt được nhiêu cua bạn. Thì mình có mượn cái nồi với lửa bên nhà giàu để luộc. Để anh em mình thưởng thức nha bạn. Thôi nói chung thì cũng cảm ơn hai anh nhà giàu cũng có lòng tốt to bự đúng không? Cảm ơn nha. Nhưng mà nãy ăn tôm giờ đang cua quay bại. Có nãy nói ra là mình cảm ơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà ngồi bẹp mấy cái bánh thôi quệ nha. Ngồi uống mộng mà mấy cái lép tèm nha. Quỳ dự. Trời ơi. Ngon hồi mời các bạn nha. Cua ra cái rồi. Ừ, ông đang chụp khoe đó không làm giống xé mẻ luôn quá. Mời các bạn cua các bạn chấm nè. Cua này mời các bạn nha. Dứt nè. Trời ơi. Thấy không? Hồi chiều mình hứa bạn có gàng không? Tôi nói ăn Alaska tối mình ăn cua kinh gáp. Kinh gáp hả? Có gàng không? Cua kinh gáp bự với chạy. Ừ con cua kinh gáp ơi. Quân tính các bạn nha. Cua này bắt ăn ơi bị đỉnh ngon nha hơn tôm nhiều á. Ngon nhiều. Rồi em luôn kìa. Ôi hồi chân giả nó ăn càng gì? Càng ăn Alaska cái thằng này nó trời ơi thịt dữ trời. Ăn quê luôn. Cái này chắc tao ăn cục xì lộ mới lấp chứ không phải hải sản đâu. Đúng không? Cái này là hải sản đồng. Lép tép nha bạn. Nè. Ngồi đẹp gái vậy. Ai ngồi trời? Ai biết. Bánh bao chiên ở trong có trứng cút nha bạn. Đây mời các bạn nha. Ừ. Rồi, ăn bỏ bẹp lép rồi bỏ. Bỏ tèm bỏ dưới miệng á. Thôi vậy mình cũng làm cái sẹp lép hơi hơi nha. Ông tèm bẹp luôn bạn ơi. Tèm bẹp cũng đẹp ghê. Cho miếng muối luôn. Mày bằng chiên chấm muối hả? Cảm ơn. Sáng giờ ông ăn cái gì? Bánh tiêu, bánh bao, bánh mì. À bánh tiêu. Bánh không chạy. À bánh tiêu. Ông sáng ăn cái gì ta? Bánh mì. Rồi có bánh gì rồi kèm với bánh mì. Người cuốn. Bánh cống. Bánh cống. Bánh cống. Ừ. Bánh cua nè. Cái này em biết bánh cống rồi. Có tay cống cống rồi, cống cống không? Ừ. Công nhận. Lùng hít đầu cống chảy hấu ơi. Rồi. Còn nhiều tiếng dầu nghèo nữa không anh? Bất ổn rồi, bất ổn rồi. Thôi. Nè, vô công rồi không? Đập ra chân nhất. Để tôi. Chân nhất rồi trời ơi, chân nhất. Mời. Vô mặt.
Không có hợp không? Mới thử. Rồi tới giờ mốt mới được ăn cái dưa luôn á. Rồi. Gần cái hấu lồng quá. Dặn xuống sông nè, dặn xuống sông luôn nha. Đưa cái dao chổng mau lồng ơi. Dao gì? Nè. Rồi. Gỡ vậy sao? Mở nào. Ôi mời bạn ăn dưa hấu nha. Bẻ ra, ừ bẻ ra, tét ra được rồi. Ôm dập, ôm đập ra mà dập này luôn hả? Lực quá lực không? Tại vì nãy ta dùng có 2 phần công lực đó. Nếu mà ta dùng mà 10 phần công lực đập một cái là không còn miếng nào ăn luôn. Nó bấy nhừ như là tương hột luôn á. Thôi mời nó miếng dưa hấu ăn đi. Con chào quá, miếng dưa hấu nha. Đây mời các bạn nha. Miếng dưa hấu dùng tay sắt nội công hâm hậu. Nội công hậu. Mời hai cục vàng, ba cục vàng ăn nha. Ê bạn ơi. Ngọt bạn, tôi bẻ rồi, ngọt lắm. Ừ, ơi, nó má. Con má không? Con một me vậy bạn. Một dưa hấu. Đó. Mới mang tem xong giờ tới mang cua nha bạn. Ăn cái mang cua. Nè húp là nước cứ cực không? Nè, gạch không không? Húp bu này nha. Ngay luôn. Wow. Ổng mang cua nha bạn, mình giờ mình ăn cua liền luôn các bạn. Còn ngày mốt có ăn cua không? Mốt mang cua, mai mới ăn cua. Rồi tất cả các bạn nha. Xì máu ngà thiệt, tại cái gạch cua đồng này vậy chứ béo mà nhưng mà xì máu ngà. Con này có sữa luôn hay gì ta? Đủ ăn cua sữa luôn trời. Tại bạn hai lộn cua ra thấy gạo gà gạch không không? Con này có sữa. Chấm cái rồi. Đây, mời các bạn con cua đồng nữa nha. Mời hai hai nhìn thèm nha. Nào giờ ăn tôm có gạch mà nay ăn cua có sữa luôn hơi bị đỉnh luôn. Chó. Dưa hấu mà giống như nước trái cây đặc biệt luôn trời. Gửi thằng chú có ăn không còn mấy trái trời. Trời ơi. Rồi nãy ăn 4 trái rồi 4 trái. Ăn quốc 1 trái luôn 5 trái. Vô cái này hình như có nhót nè. Hậu phòng gửi nãy giờ gì còn mấy que à trời. Tôi giờ nhót vô mẹ. Tôi không có tuổi khỉ đâu yên tâm đi. Thôi lỡ là mình làm khỉ luôn. Nói chung thì anh em mình tối nay là dùng cái món cua luộc rồi không chả còn cá hai ổ bánh mì nữa chả cá còn các bạn hai ổ bánh mì còn mà dưa hấu cũng còn nha thì tối hôm nay đường nào mà đói các bạn rất là no nha nhưng mà mình sẽ để dành khi nay đói thì mình bắt đầu ngồi dậy thì ăn tiếp nha bạn thôi mời tất cả bạn cùng tráng miệng với mình thêm một trái chuối xiêm nữa nha thôi mời tất cả bạn nha thì ra bạn cái chuối nha bữa ăn nào giờ mình có chuối hả biết làm bánh chuối luôn á cái bè mình toàn là chuối tại vì bè mình bè chuối quá tuyệt vời ngọt quá tới vậy luôn á thôi giờ thì mình ăn thêm miếng nữa nè còn nhiều mình gom bọc mình để dành nha khuya thì có đói thì mình ngồi dậy ăn tiếp nha thôi bây giờ thì ăn xong rồi thì mình cũng thả cái bè trôi lên bờ ngủ bạn ngủ gần mấy nãy hồi tôi nói gì lên bò xào rồi gì sò nướng rồi dẹm gì tùm lum thôi chịu không nổi đâu thôi các bạn ở lại ăn đồ nướng chung với hai anh em này lại các bạn lại các bạn buổi tiệc nào nó cũng tàn đúng không vai ở đây là nhìn miệng nha ok tình thì nó cũng tan rồi mà chuối thì nó còn hoài tình thì cũng tan chuối cuối cùng cũng chuối bye bye mấy ổng ăn cua xong rồi giờ anh em mình tới rồi bỏ chạy rồi bạn ơi chơi mà chờ, bỏ chạy bỏ cổ chạy lấy người ở lại đây chạy miếng hay sao chơi mà bỏ cổ chạy lấy người đây. Nãy giờ là nó muốn chín rồi mình lột ra luôn các bạn giờ mình rướn mà hành lên ồ Ôi trời. Ăn này. Ổng là hầm mấy ổng không chịu ở đây là phải rồi. Nghe mùi là muốn chảy nước miếng rồi, muốn chi ở đây lên nhìn mày thôi. Bởi vì nãy tôi mua về ăn nhiều vậy, có gì tối nay tôi không ăn luôn. Thôi luôn. Có gì cho lên lửa luôn, cho cháy luôn. Ừ, cho lên lửa luôn, giỏi vậy lắm. Sâu nhắn xuống luôn. Phải lên lửa vậy đó mới đẹp chứ. Có mở vô là nó lên lửa cục xì lầu liền nghe bạn. Oh my god. Let me go. Đó, lên lửa liền. Mày nhắc xuống luôn á. Đâu, bỏng lửa đi. Em nghe nó ghé hả? Còn quá này thôi kìa. Nhắc xuống luôn. Chưa. Chờ xíu đi. Nữa đi, ừ. Ừ. Trời gì đó. Bùng. Nước nó bỏng lên, nước bỏng lên. Nhắc xuống thử luôn. Thêm rửa hành, thêm rửa hành đi.
thêm đi. Ừ. Đây. Đúng, đúng. Ừ. Mình nhiều mà. Đó mấy con bự bự đó. Ừ. Đó. Ôi, quá tuyệt vời luôn nha các bạn. Rung gì giả có khác. Ừ. Con kia kìa vậy, con ngoài đó, ừ, ừ. Đục bạc á. Thôi thôi. Thôi, ăn này ngập mồm luôn hả coi. Mày coi. Rồi, chúng mày nhắc xuống luôn nha. Nhắc xuống luôn đó, nhắc là bưng cái dĩ xuống luôn á. Kẻ đồng hậu lên đi. Kẻ đồng hậu lên, cái xuống đó. Kẻ đồng hậu lên. Xôi kìa, xôi kìa. Trời ơi. Kẻ đồng hậu lên đây. Xôi quá là xôi nha các bạn. Không tới ke là không được đó nghe bạn. Đó, đừng bị nhắc xuống nha. Tới ke hẹt rồi, tới ke hẹt rồi, bởi vì bỏ chạy là đúng rồi. Ngon. Đậu ngon. Xong xuống đi. Xong hết luôn. Xuống xuống đây khác. Hết luôn. Đây này mày nhắc xuống nha, cầm thôi dễ thôi, cầm lắm. Luôn. Nóng không? Nóng vậy ừ. Rồi, đây này mày xuống nha các bạn. Thôi em hãy đi về, dính biệt cười từ đây. Còn liếc lu làm chi? Mắc tết rồi. Giờ mày các bạn thưởng thức với anh em nha. Hai người kia là đi nhau dù tứ hải rồi nha các bạn. Chú ta bằng hình hả ơi? Alo! Thì ra là anh ba. Trời ơi, hàng gì? Đừng chành gió, chứ gió chịu nổi. Đâu có. Ngồi kế bên chạy nước miếng, chạy nước miếng chịu không nổi. Chành gió, chành gió. Lánh mặt liền. Tôi biết, chành gió, chành gió. Đánh ăn chung nè anh em ơi. Ngon không anh ơi. Nhiệt tình đó nghe, mà ngon không nghe. Mà ngục không đó. Ông anh sáng luôn cũng chưa nấu ông nữa. Muốn nghe mùi mà không. Vô, vô, vô. Thịt bò. Nè. Mời các bạn miếng thịt bò này, trời ơi, chấm thịt bò. Mời các bạn nha các bạn. Bò này cô vàng bữa nay chế biến nha các bạn. Bò làm không ngon không sạm thôi chứ. Sợ uy tín không? Uy tín không? Mưa hả? Mà biết làm em không? Đủ phộng khỏi đi. Chú nêm các bạn. Làm cục đò bạn. Mời đây các bạn nha. Mời hay không chịu ăn bà ơi. Vô miếng cà. Không kịp nữa rồi. Vô cà bà. Cái gì vậy? Đâu hả? Mưa tới vậy? Ngon. Làm miếng nữa rồi. Bò ngon rồi. Cái kia đang chạy bão rồi kìa. Vô mẹ. Đây nè, đây đúng mưa nè fan. Đây mưa hả? Ừ đâu này đúng rồi. Đâu hả? Mưa. Đâu hả? Trúng sàn. Không rồi. Ủa, nó mưa hơi bị lớn luôn rồi. Lên đây đụng mưa đi rồi tối chung với chàng ngủ. Qua tới rồi. Ê, hồi nãy đi vô xa xíu. Vô ké luôn rồi. Rồi xuống sàn kìa. Thử mùi đây. Chung sàn tao bay cũng to cái bàn ơi vậy. Tao tới già rồi tao xuống sàn. Đây nè. Si cô la mà đủ chấm dưới luôn á. Biết si cô la không? Không mày các bạn miếng nữa nè. Rồi hay chứ ba. Rồi ok. Rồi chung luôn. Mày nó còn thôi sẵn thì anh em lên ăn bò đây. Với mời các bạn nha. Với anh em tôi ăn. Mời các bạn nha. Ê, cái gì á? Con sọ chạy hả? Không kéo không được đâu. Không được đâu, dĩ hả? Con sọ chạy. Một con để dĩ hơn mấy nào được. Không lấy không được đâu. Không lấy được nè. Đúng rồi cho nó thơm. Cho nó dễ ăn đúng không? Đúng rồi, nó mới hành nó nhiễu mặt mình đó. Ủa, bộ kéo luôn á. Cảm ơn, trộn nó, trộn nó đúng không? Trộn quạt mà nó. Cho miếng muối vô. Đúng. Trộn quạt mà nó. Mời tới rồi nha bạn. Vừa ăn luôn á. Vô mời các bạn thưởng thức với anh em mình nha các bạn. Thưởng thức với anh em mình các bạn. Yeah! Ây da, trong như muối nóng ghê hả? Tao nó chi té. Trong đâu cao. Bên nó ổn tên nãy ăn tao không làm phiền mà. Mời đi các bạn nha, ghét không mời ông luôn. Cho dù ngon cái nào ngon phải cẩn thận nhé đâu. Trời ơi. Không cẩn thận nhưng thèm nha. Nhớ cẩn thận lần sau nha anh. Cục mà ừ luôn. Nhớ cẩn thận nha. Kiếp cương vậy. Kiếp cương vậy. Dĩ bên. Nguy hiểm dữ ta. Nguy hiểm dữ ta. Đây thời tiết mưa rồi nha các bạn.
Vô con sầu quẹo anh ơi. Tối nay sao vậy? Quá sầu quẹo. Sầu quẹo. Sầu quẹo. Sầu quẹo. Quẹo quá. Quẹo quá đại ca. Đây mời các bạn vô mình nha. Wow. Ngon ngon. Tối nay ngủ sáng dậy lưng là lỗ không hiểu rồi á. Ủa bỏ lửa là phải không? Ủa phỏng quá. Cậu men. Ok ok ok. Nè bỏ cái người tao nè không? Được lắm. Được hảo hảo. Thôi rồi con này tới tao thôi. Tới xa bà hai tao thôi. Ngum 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 ngum. Đây tao bay xa là nhông 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 tao làm con ngựa luôn nè. Nhông 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 có chịu à. Đi quên. Thằng chơi. Trời ơi, vô cái diễn không? Tôi đi ngủ cái diễn tôi kẹp thiệt á. Trời ơi, mày có nó chơi rồi, lộn. Chết chết sữa. Wow, khiêu sữa thiệt quá. Trời ơi, lộn. Mời các bạn vô chú sữa mình nha. Ăn uống giống như thủy nghĩa của ai vậy? Ây dô, trời ơi. Ông đu lên cây nạc luôn. Quá ổn rồi. Quá ổn ăn. Vô các bạn nha các bạn. Bỏ cửa rồi. Dễ lộn rồi vậy. Bỏ rồi. Bỏ rồi với cái quặng luôn. Ăn như thế này hả? Bắt ổn quá. Vô đi ăn sữa rồi. Sữa ngọt kẻ hả? Quá sợ tàu nó chịu nó xuống dữ rồi. Mưa quá trời mưa rồi ba ơi. Ba lị nữa kìa. Mà ổng này không biết có ổn không nữa. Ổn nó bỏ chạy vậy thôi ổn luôn á. Đây tao ấm cúng luôn á. Ấm gì đạn luôn, có mấy mưa rồi đâu. Mẹ không, giờ tao nằm kiểu thế tự do luôn nè. Gì gì chó đi trời. Phải không, nghe mũ. Dạ quá. Nó nhăn mũ luôn, nó sợ dữ trời. Nhìn nó thẹp chứ hả? Ăn mà ăn đứng ăn có nhiều quá vậy. Ê ê, cái ổn đi vô ăn. Ổn muốn ổn ổn ổn. Trời ơi, sữa ngọt ghẻ hả? Tao đu lên đây luôn. Đu gì là chắc cứu luôn nè vậy ơi. Đu ổn. Ổn mới mà đu vậy. Đứng kêu ốc rồi. Đứng kêu ốc rồi. Ông mời các bạn miếng nước đi. Mày dậy cái gì đang chi vô đang không chích nữa ngu. Dạ nước liền vô ngu. Làm con sò lông nữa mời nó các bạn nha. Ăn quá nhìn trước thì sao mới được chứ. Lấy đũa gắp đây con sò lông ăn à. Sò lông gắp không á đó, ông gắp đi. Đâu giống phim kinh dị quá. Phụ đá là ớt nữa không? Không. Ớt mà tự nhiên sô cô la không? Bất ổn, bất ổn. Bất ổn. Ăn giờ ăn cái này người ta gọi là giờ ăn bắt ổn. Rồi em hồi cũng tới làm bữa. Tôi không ăn trong canh nằm luôn nè. Đậu của ông. Dễ ăn lắm. Ông đánh là hứa đó. Dễ ăn lắm, dễ ăn lắm. Ông hai cho mấy người đó ăn bàn đi ông chồng ơi. Mày nó chay mè. Ông ở bạn miếng ơi dạng cho mấy bên vô ăn mặn cho thoải mái chút rồi. Không, sao không ăn cho ông lụng. Ông lụng canh nè. Ông lụng canh cho mình ăn nha bạn. Cái này ngoài nha, không giỡn. Làm mệt các bạn nha. Tao làm bí giỡn quá. Giỡn với tao ấy tao mệt quá. Làm gì ăn kì vậy? Làm thứ ăn đẹp gái vậy? Ô, chắc bà ớt biểu vậy hả? Đúng không? Thôi, to to ra mấy này rồi, chắc mình đứt nóng. Thôi, thì nhiều ớt rồi hả? Nhiều ớt rồi không? Thấy ông chung với mỏ nãy giờ ngoài nó thấy. Thôi, bật ổn quá. Rồi, vô cái nước nữa. Rồi, vô cái canh mình ăn thôi. Tông tông hay nào. Mời các bạn vô nước không? Rồi, ông tớ hai ông ngon với hai tôi rồi. Ờ, bé trên tôi biết ngon không biết ai ngon với ai. Vô cảnh các bạn. Ok. Bạn ơi, giờ cơm no ngủ sai rồi bạn ơi. Xong rồi anh em mình ăn no ngủ sai, cũng sai rồi anh em mình ngủ rồi các bạn. Mày không dưới chết vợ. Lên tiếng nha mày đó. Chúc bạn ngủ ngon đi. Thì giờ này cũng đã khóa khá khuya nha bạn. Thì mấy anh em thì giàu thì ngủ ở tầng trên. Thì hai anh em mình nhà nghèo thì ngủ tầng dưới nha bạn. Thì anh em mình có hai cái bao. Thì tối anh em sẽ chung vô bao ngủ cho ấm nha bạn. Thôi chúc toàn thể tất cả các bạn có một cái ngủ ngon bên gia đình và người thân nha.
Các bạn chúc bạn ngon nha. À, xin chào tất cả các bạn thân yêu của anh em mình buổi sáng nha các bạn. Chào các bạn nha các bạn. Chào bạn buổi sáng nha. Mẹ coi như chắc không rồi. Các bạn đi cả trăm năm nữa mà kiểu này chắc xong luôn, chắc không đưa thằng Hiên đi học đạo được luôn quá. Đi cái tỷ đồng của bạn đi trời. Rồi rồi. Xuống là chuyện rồi. Bị sao mà tao với thằng Tây hôm qua mà buổi ngày hôm qua quyên đêm hôm không sao trời, cái này xuống quậy banh luôn trời, thiệt vậy hả? Rồi rồi, chuyện đó là vui quá. Rồi rồi rồi, ngã xe tao đi luôn. Rồi, có giờ tụi mày thấy vỏ lãi bài trên mặt nước luôn. Cho cảm nhận tí chứ trời. Đỡ cái 20 cây chuối chuối luôn, thèm nha. Rồi quá đã luôn. Còn mê ly nữa. Thôi các bạn ơi, thì bây giờ thì đã sáng và đã gần trưa nắng lên rồi nha bạn. Anh em mình đã vượt qua thử thách giàu nghèo nha. Thì hôm hai nhà giàu nó ngủ ở trên đây giống như là trăng im niệm mắm vậy. Mình chuyên ta ngủ dưới đây các bạn đâu có biết đâu. Sống đánh bập bền mà nằm trên cái chuối đạo lên thì hù nhé. Hồi. Nước gì cái gỉ nó nhiễm xuống hoài mà cây chuối thì thấm nước lên nó lạnh là chịu nổi nha bạn. Thôi nói chung thì anh em mình xin phép kết thúc clip giàu nghèo tại đây nha. Nếu tất cả các bạn thích clip này thì các bạn hãy nhấn like clip để tặng anh em mình. Anh em mình cảm ơn tất cả các bạn nha. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ dọn dẹp đồ nha bạn. Thì bè chuối thì anh em mình sẽ lau lên bờ luôn nha. Để dưới đây nữa nó sẽ bị một chú đất người ta dọn cực nha bạn. Ông chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye, bye.